Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình là Hoàng Vanh Bê đây. Thì chào mừng các bạn đến với cái chuyên mục bóc hộp. Đây là mình sẽ xẻo ra nha. Đấy, bỏ này đi. Nhìn thấy cái địa chỉ. Đừng bạn nào gửi búp bê cho mình nha. Mình không lấy đâu. Ok chưa? Bây giờ mình bóc này. Hộp to vãi luôn các bạn ạ. Nhìn chân này. À, đấy. Đây nha. Đây. Mình mua dòng đỏ bã lửa nha các bạn. Nhưng mà anh đấy lại gửi mình cái gì đây? Bảo nhìn sướng thế nhỉ? Đấy, đây chính là hai quả sét Hỏa Long với Mộc Ưng. Đó. Ủa? Anh ấy bảo tặng mình quả đồng hồ Mộc Ưng đâu rồi nhỉ? Hình như ở trong đây các bạn ạ. À đây này, đây này. Trong đây này. Đây, sơ qua về phần hộp nhá. Cực kỳ to. Đấy, có hai nhân vật Mộc Ưng với cả Hỏa Long. Thật ra thì tên nó không phải là Mộc Ưng với Hỏa Long đâu. Nhưng mà Việt Nam mình dịch thế, nhưng mà dịch cũng hay các bạn ạ. Hình như em này là Phong Ưng thì phải, em này là Viêm Long. Đấy, Hỏa Long thì nghe nó VIP hơn đúng không? Đấy. Thì đây là bản tiếng Anh nha các bạn. Bản tiếng Anh thì nó sẽ kèm theo cái mặt nạ này. Đây, bóc xong mệt quá. Đấy. Thì đây là phần mặt bên này. Mặt bên thì có cái hướng dẫn sử dụng. Em hướng dẫn cái xoay xoay này, cái gì nhỉ? Cái holder đấy. Gọi là cái holder. Còn đây là phần sau này. Đấy, đây là phần sau. Đây là Mộc Ưng này, Hỏa Long này. Đấy. Hai cái này là hai cái bèo, hai cái thắt lưng ấy. Đấy, xong có hướng dẫn sử dụng các thứ. Và mình sẽ mua cái set này nha các bạn. Cái set có cái đeo với cả cái đồng hồ của Hỏa Long này. Bây giờ là có đồng hồ của con này rồi. Thì anh ấy tặng cái đấy hàng fake các bạn ạ. Thì bây giờ có thêm cái đồng hồ của Hà Long nữa là tuyệt vời. Là đủ bộ luôn. Và mình order rồi nha các bạn. Cái này này mình order rồi. Quả đeo này mình nghe nói là dài phết đấy. Thôi không nói nữa nhé. Bây giờ mình sẽ bóc ra luôn nha. Để từ từ xem có năm sản xuất ở đây không. À đây. Có năm sản xuất đây này. 2008 này. Đấy. Chính hãng của Audi nha. Bây giờ mình sẽ xẻo nó luôn. À từ. Chụp kiểu ảnh đã nha. Đây chính là quả sét Hỏa Long đây. Đấy. Uầy. Cái này nhìn giống cái súng nhỉ. Cái súng 6 nòng ấy. Kệ đi. Bây giờ mình sẽ bóc cái này nha. Ồ, ra băng dính rồi. À, bên này chưa dán đấy. Đồ. Không có thẻ các bạn ạ. Đấy, chỉ trưng như này thôi. Nhìn nó cũng khá là cũ. À, có pin đâu mà bật. Đây thì mình thử lắp pin rồi xem sao nhá. Nãy mình vừa lắp thử pin rồi nhưng mà không được nha các bạn. Đấy, thì đây là cái mặt nạ của Hỏa Long này. À, mình đeo thử cho các bạn xem nhé. Chắc nhìn hơi ngu tí đấy, nhưng mà cứ đeo thử nha. Đây các bạn ơi, hơi khó thở tí. Đấy. Sao lại hở mũi ra này nhỉ? Thôi, đấy, đây là Mộc Ưng này các bạn này. Đấy, Mộc Ưng nhìn nó như này nhỉ? Nhìn nó đẹp hơn đúng không? Ở đây có hai cái lỗ nhỉ, nó không có tác dụng lắm. Ừ. Trông nhìn ngu thật. Thôi mình bỏ ra nha. Quả mặt nạ này nó không khác gì mặt nạ mua ở hàng đồ chơi đâu các bạn ạ. Chất lượng nó cũng đều đấy, nhưng mà nó cũng cứng vết đấy. Cũng được, tặng được. Nhưng mà đeo nhìn hơi ngu tí thôi. Cái này đeo đi Halloween này bọn nó tưởng yêu quá các bạn ạ. Không thấy giống siêu nhân lắm. Thôi
khó thở quá, mình đi quay cái beo này nha. Thì đây, hai mặt nạ này sơn rất là ok nha. Và cái phần này thì chắc là lúc đầu nó không làm trắng đâu, bởi vì mình thấy nó màu nó hơi đồng đồng này, không phải là do xám màu hay gì đâu, chắc thế. Thì cái quả này nhìn đeo và nhìn giống siêu nhân hơn nha các bạn. Quả này thì chỗ này hở to quá, nhìn hơi giống quái vật các bạn ạ. Đấy, thì đây là cái beo của Hà Long. Úi, biết lắp pin chưa nhỉ? À chưa. Còn đây là cái thẻ tất sét. Đấy, ở trong phim thì nó không dùng thẻ để ấy như này đâu, mà nó thành cái hình to đùng trước mặt ấy. Đấy, còn đây là cái hai cái chặn hông này. Đấy, hai cái chặn hông này. Nghe tiếng vui tai phết. Đồ. Cái gì đây? Cái này là cái gọi tổng đài này. Cô không có hình Hoài Long Xuân Bắc à? Chán đấy. Để từ từ nha, mình dừng video, mình đi gọi thử cái này xem được không nhé. Mình vừa đi gọi thì không được các bạn ạ. Nó bảo không tìm thấy số gì ấy. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc cái này nha. Ngày xưa suốt có một lần mình gọi thử cái này. Xong là không phải số này nha, tổng đài chị Thỏ Ngọc hay cái gì ấy. Đấy, mình gọi thử phát xong là mất tiền các bạn ạ. Chứ chả được cái gì hết. Đấy là từ đấy là mình rút ra bài học cho cuộc đời. Đừng tin bất cứ một cái gì hết. Đấy, đây là quả giấy này. Quả này đợi nhá, đợi sắp về rồi đấy. À, 2 tuần nữa về đấy, chứ không phải sắp đâu. Đấy, mình hóng quả này vãi. Nó to cực các bạn ạ, nó làm to phết. Audi làm dài phết các bạn ạ. Chơi hơi bị VIP. Đấy, còn đây là quả hướng dẫn sử dụng này. Bây giờ mình đi lắp pin nha. Đây là quả beo của Mộc Ưng. Đấy, đẹp phết. Đây là thẻ chiêu thức này. À, thẻ tất xe này. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lắp pin đã nha. Ok, ở đây mình vừa lắp pin xong rồi các bạn ạ. Thì đầu tiên sẽ là cái này. Đấy, nó chỉ có tác dụng này thôi. Bị hỏng rồi nên là không thể liên hệ được cho vệ tinh để dịch chuyển đi đánh quái được đâu nha các bạn. Nên là mình sẽ đợi cái của Hỏa Long về rồi mình sẽ đi đánh quái sau. Đấy. Còn đây là hai cái thẻ tất xe này. Đây là thẻ của Mộc Ưng. Cái chữ này thì là gì mình không biết. Đấy. Và cho bạn nào không biết thì cái này dịch đúng ra là khải giáp dũng sĩ quang ảnh truyền kỳ nhé, chứ không phải là anh hùng trái đất đâu. Thì cái tên gọi chung ấy là khải giáp dũng sĩ nhé. Nhiều khải giáp dũng sĩ hình thiên này, khải giáp dũng sĩ quang ảnh truyền kỳ như kiểu là cái Kamen Rider ấy các bạn. Đấy. Đấy là cái tên gọi chung. Thì ở tiếng Anh thì nó là Armor Hero nha các bạn. Đấy, ui. Ở trong đây nó có cái nam châm các bạn ạ. Nhìn này. Đầu. Xịn ghê ta. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về cái phần beo nhé. Đây là beo của Hà Long. Ở cái mặt trước này có thể tháo ra được nha các bạn. Đấy. Và cái này xoay được này. Thì ở phần dưới đây chúng ta có cái nút on off. Đấy, bật lên thì nó sẽ kêu. Đấy. Và bên đây là cái chỗ tháo ra này. Chỉ tháo được một bên ra thôi nha các bạn. Đấy, rồi cắm vào. Chứ bên này không tháo được đâu. Còn đây là cái để cái chặn hông để triệu hồi vũ khí hoặc là triệu hồi vũ khí. Còn cái bên này là chiêu tất sát nha các bạn. Đấy, thì xoay cái này nó sẽ hiện cái hình này này trước mặt này, chứ nó không có cái thẻ này đâu nha các bạn. Ở trong phim ấy nó chỉ hiện cái hình trước mặt thôi, xong rồi nó dùng chiêu đấy. Cái này là triệu hồi vũ khí. Đây là cái chặn lưng này, dây này thì cũng khá là ok, tạm được. Về chất liệu thì sơn cũng được đấy các bạn ạ, không bị nhem đâu. Đấy, và cái anh bán cho mình giữ vẫn rất là mới. Đấy, kính không xước xe thì vẫn vẫn có xước nhưng mà xước ít nha các bạn.
Đấy thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử cái âm thanh của cái bell hỏa long này nhá. Đấy các bạn bấm vào đây này. Đây là cái âm thanh đầu tiên, nó chỉ kêu như thế thôi. Tiếng to phết các bạn ạ. Với cả cái này nhá, lúc nào nó cũng về như thế này luôn. Kiểu là nó có hai cái quả cân hay là cái gì ở đây này, để cho nó cân vào ấy. Nó thẳng như này, lúc nào nó cũng để thẳng như này luôn. Đấy. Ồ, tiếng rồng và giống tiếng chim nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà mình rất là thích cái tiếng đấy nhá. Đấy, lúc nào nó cũng về như thế này luôn. Thì đây là cái thẻ. Đấy, quét không được. Được nha, nhưng mà từ từ đã. Được này. 2000 years later. Đấy. Mãi mới được. Đây các bạn tháo cái này ra thì nó sẽ dễ hơn nha. Không phải là lúc nào nó cũng dễ đâu. Có lúc chỉ các bạn chỉ cần quẹt qua này là nó được rồi. Có lúc thì các bạn đập mãi không được này. Đây. Nhìn nhá. Giờ một phát được luôn này. Khó chịu ấy nhỉ. Đấy. Vì ở đây nó chặn cái kính này nên là tháo ra nó sẽ dễ hơn. Và có thể thay đổi được hai cái mặt này cho nhau nha. Nhưng mà tiếng thì nó vẫn là của chính nó thôi. Chưa thay đổi thì nó không thay đổi tiếng đâu. Đấy. Đấy là bell hỏa long. Còn tiếp theo là mộc ưng. Đây là bell của mộc ưng và cái mặt cũng tháo ra được. Đấy. Đây là nút bật này. Hai bên cũng có phần chặn hông như của hỏa long. Đấy, các bạn nghe tiếng này. Đấy, nghe cái tiếng rất là thích nhé. Bây giờ vặn như nào nữa thì vũ khí cũng không ra đâu. Các bạn phải dùng tiền cơ thì nó mới ra được. Đấy. Thì đây bây giờ mình sẽ bấm để cho các bạn nghe sao nha. Đây bấm vào đây này, cũng như hỏa long luôn. Đấy, âm đầu thì nó vẫn giống như của hỏa long. Âm thứ hai, hai cái bell này có tất cả là 4 âm nha. Ba âm bấm nút này và một âm là chưa tất sát. Thì có một âm sẽ giống nhau. Đây là chưa tất sát. Đợi dùng chiêu tất sát xong, đợi cái thẻ này dí và kêu được thì quái nó cũng chạy hết rồi các bạn ạ. Nhưng mà không, ở trong phim là xoay vũ khí ra xong là chém vũ khí để nó ghim cái lửa lửa gì vào người con quái ấy. Xong rồi là con quái nó bị đứng yên luôn, nó không chạy được. Đấy. Nên là đỡ đỡ nhiều ông bảo là sao trong cái lúc như thế con quái nó không chạy đi mà nó lại đứng yên như thế. Đấy, nên là nhà sản xuất nó đã làm cái như thế để cho con quái nó bị đứng yên thì mới dùng chiêu tất sát được. Bây giờ mình sẽ đeo thử cho các bạn xem nhé. Quan hãy mừng vội, vẫn còn ta cơ mà. Cái gì? Vẫn còn nhà ngươi. Được rồi, để ta sẽ xử lý. Khoan đã, hãy để tôi. Ai vậy?
đó là bài review của mình về hai cái set này. Thì theo mình thấy nhé, set này khá là đáng mua, nhưng mà mua được hay không thì mình không biết. Và cái bell này, à cái dây này này, là nó dành cho trẻ con nha, nó thiết kế dành cho trẻ con nên là nó rất là ngắn nhé. Nên là các bạn mua về thì có thể nối thêm cái dây gì nào cũng được thì mới đeo được nha. Còn bạn nào suy dinh dưỡng thì vẫn đeo được bình thường. Đấy, thế này là hên lắm mình mới mua được đấy các bạn ạ. May là mình hốt được. Anh đấy bán hai set này với giá là 230.000, quá rẻ luôn. Còn bây giờ các bạn tìm ở Việt Nam thì chắc cũng không có đâu, nhưng mà ra mấy cái cửa hàng đồ chơi thì chắc vẫn còn đấy. Đấy mình không biết nhá. Ok thì clip của mình đến đây kết thúc. Khó thở quá. Ok, bye bye tất cả các bạn.